Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 19 tháng 6 năm 2023. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, thị trường heo giáo dịch khá sôi động cả ba miền. Nhiều tỉnh thành tăng vượt bật lên mốc 63.000 đồng một kg và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh đó nguồn heo trong dân giảm, thương lái mua nhiều khiến giá heo tăng mạnh liên tục. Bà con chăn nuôi đã có lãi và mạnh dạn tái đàn. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay tại miền Bắc hiện, giao dịch khá sôi động, mức giá hiện tại 63.000 đồng một kg khả năng có thể tăng cao hơn. Tại các tỉnh đồng bằng như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, giá heo hơi từ 58.000 đến 63.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, phổ biến từ 57.000 đến 63.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Bắc ghi nhận giao dịch trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng một kg, trong đó Hòa Bình ở mức 56.000 đến 62.000 đồng ruột kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Gia động trong khoảng 57.000 đến 63.000 đồng trượt kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai từ 56.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Quảng Ninh cũng đã có mức giá 63.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An từ 57.000 đến 61.000 đồng kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giao động từ 57.000 đến 60.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Nam Trung Bộ từ 56.000 đến 60.000 đồng một kg, trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng cao nhất từ 56.000 đến 60.000 đồng rưỡi kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa trong khoảng 54.000 đến 58.000 đồng một kg. Bình Định 54.000 đến 58.000 đồng rưỡi kg. Bình Thuận từ 56.000 đến 59.000 đồng tột kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên dao động từ 57.000 đến 60.000 đồng một kg. Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 55.000 đến 60.000 đồng một kg. Lâm Đồng ở mức 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Nam. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi ở Bà Rịa, Vũng Tàu từ 58.000 đến 62.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Bình Dương Bình Phước trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Tiền Giang, Long An dao động trong khoảng 57.000 đến 61.000 đồng trên kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An từ 57.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 58.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi bắt đầu tăng trở lại kể từ giữa tháng 3. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá tăng là do trước đây giá thấp, lỗ nhiều nên các hộ treo chuồng không dám tái đàn. Đàn cứ giảm dần đến lúc mất cân đối và cung thấp hơn cầu thì giá tăng lại. Với mức giá trên 60.000 đồng một kg, một kg heo hơi có lãi từ 8.000 đến 10.000 đồng. Như vậy, trung bình mỗi con heo biểu giá 100 kg, người chăn nuôi thu lãi khoảng 1 triệu đồng. Giá heo hơi tăng đã tạo động lực để người chăn nuôi trên địa bàn huyện Vũ Thư Thái Bình tái đàn trở lại. Theo trạm chăn nuôi và thú y tổng số đàn heo của cổ huyện tính đến hết tháng 5 là khoảng 69.000 con, tăng 5% so quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, so với các trang trại chăn nuôi, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tái đàn do nguồn vốn hạn chế. Bên cạnh tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, người chăn nuôi cũng kỳ vọng giá heo hơi tăng ổn định để họ có thời gian quay vòng vốn tăng đàn sản xuất, nhất là tạo nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù đàn gia súc, Giá cầm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển và tiêu thụ ổn định, nhưng theo đánh giá của Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp và cực đoan sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Cộng với mầm bệnh còn tồn tại ngoài môi trường, hình thức chăn nuôi theo quy mô nông hộ nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học vẫn chiếm tỷ trọng cao khiến nguy cơ phát sinh dịch và lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi tại địa bàn tỉnh là rất cao. Lý giải về xu hướng tăng giá hiện nay, nhiều chuyên gia trong ngành cho biết do từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay, giá heo hơi liên tục giảm mạnh, có thời điểm chỉ 48.000 đến 49.000 đồng kg. Điều này khiến người chăn nuôi lỗ nặng làm tổng đàn sụt giảm, nhất là các hộ nhỏ lẻ. Chính vì vậy mà hiện nay nguồn cung thiếu hụt cục bộ, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết ở thời điểm hiện tại, người chăn nuôi đang thở phào vì ngoài xu hướng giá heo tăng thì giá thức ăn lại giảm. Mới nhất vào ngày 14 tháng 6, các doanh nghiệp lớn cung cấp thức ăn chăn nuôi đã có lần giảm giá chính thức thứ hai kể từ đầu năm đến nay với mức giảm bình quân 300 đến 400 đồng kg lần tùy loại. Đây là thông tin rất tích cực vì so với hồi đầu năm các doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi chỉ giảm giá thông qua các hình thức khuyến mại. Vấn đề hiện tại của người chăn nuôi heo chỉ là lo phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi và xử lý môi trường chăn nuôi cho thật tốt theo quy định của nhà nước. Hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đang tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện xử lý môi trường ở các cơ sở chăn nuôi trên toàn địa bàn. Không thể chắc chắn, tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi thì có nhiều tín hiệu để người chăn nuôi có thể hy vọng về một bức giá lạc quan trong thời gian tới như, giá heo hơi của các doanh nghiệp lớn đang tăng, giá heo giống tăng và giá thức ăn chăn nuôi giảm, ông đoán phân tích. Về dài hạn, nhu cầu của thị trường nhiều khả năng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo tiêu thụ thịt heo nước ta sẽ ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là khoảng 3,1% trong giai đoạn 2022-2023. Công ty tư vấn Fit Solution cũng dự báo tiêu thụ thịt heo của Việt Nam sẽ tăng 25% trong giai đoạn 2018-2026. Trong bối cảnh lạm phát dần được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ thịt heo của nước ta nhiều khả năng sẽ cải thiện rõ rệt, kết hợp với việc giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt so năm ngoái ngành chăn nuôi nước ta có thể sẽ ghi nhận sự phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nay, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Hàng hóa Việt Nam nhận định. Bình Dương tăng cường kiểm soát kháng sinh trong chăn nuôi. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trên 900 cơ sở chăn nuôi trang trại, 32.861 hộ chăn nuôi với tổng đàn châu bò trên 21.000 con, tổng đàn heo trên 972.000 con và tổng đàn gia cầm trên 12,7 triệu con. Trong đó, chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 70% tổng đàn gia cầm toàn tỉnh. Theo ông Trần Phú Cường, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh, với tổng đàn chăn nuôi lớn, công tác quản lý còn ít nhiều khó khăn. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh tuy không nhiều nhưng nguy cơ lạm dụng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng vẫn đáng lo ngại. Mặc dù công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra giám sát được tri cục thực hiện hàng năm nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Thực tế, Việc sử dụng rộng rãi kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản làm gia tăng sự hiện diện của các vi khuẩn kháng thuốc trong gia súc, gia cầm, thủy sản và sản phẩm động vật. Việc bán thuốc kháng sinh không theo đơn, trộn kháng sinh vào thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản thật sự là vấn đề đáng lo ngại. Có thể thấy, dù giá heo đã nhích tăng nhưng đông hộ hợp tác xã chăn nuôi vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn do thua lỗ trước đó và không còn vốn để tái sản xuất. Theo các chuyên gia, nếu như trước đây, chăn nuôi theo hình thức đông hộ hợp tác xã chiếm 60 đến 70% và họ chính là đối tượng quyết định, có sức ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường. Nhưng nay thì mọi việc đã thay đổi. Đặc biệt, trước sức ép từ nhiều mặt như dịch bệnh kéo dài, chi phí đầu tư tăng cao, thị trường và giá cả bất ổn. Đến nay, số hộ tham gia vào chăn nuôi heo đã giảm từ 10 triệu 2012 xuống còn khoảng 2 triệu hộ. Có thể thấy, chăn nuôi theo quy mô nhỏ đã giảm và cho sản lượng thấp hơn chăn nuôi công nghiệp, nhưng cũng là sinh kế của nhiều người dù còn gặp khó khăn nhưng nhiều nhận định cho rằng giá heo hơi sẽ tăng, chăn nuôi heo vẫn có nhiều triển vọng. Bên cạnh đó, thịt heo vẫn là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn của người châu Á. Giá heo hơi sẽ tiếp tục cải thiện rõ rệt lên mức 62.000 đến 65.000 kg nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi và nguồn cung từ các hộ nông dân nhỏ lẻ còn hạn chế. Từ tháng 5 năm 2023, giá heo hơi bắt đầu tăng. Đến ngày 11 tháng 6, giá heo hơi đã đạt mức 60.000 đến 63.000 đồng một kg tăng 10.000 đến 15.000 đồng một kg so với thời điểm cuối tháng 4. Đây là mức giá cao nhất trong vòng một năm qua, giúp nhiều hộ chăn nuôi nhanh nhóm niềm vui cắt lỗ, duy trì sản xuất. Nguyên nhân khiến heo hơi tăng giá là do giá thịt tại một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, tăng lên. Ngoài ra, nhu cầu trên thị trường trong nước cũng tăng do bắt đầu vào mùa du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình giá heo hơi như thế nào thì chưa có câu trả lời thỏa đáng với các hộ chăn nuôi. Thực tế, những năm qua, mức giá cũng như khả năng tiêu thụ sản phẩm heo hơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung phụ thuộc rất lớn vào việc xuất sang Trung Quốc. Sau một thời gian dài giá heo hơi trên thị trường giảm mạnh khiến người chăn nuôi thua lỗ, hiện tại giá heo hơi đã tăng lên đáng kể, chăn nuôi đã bắt đầu có lợi nhuận, đây cũng là cơ hội để người chăn nuôi khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, hiện chi phí vật tư đầu vào, nhất là giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, không mặn mà tái đàn vì lo rủi ro thua lỗ. Theo khảo sát, đối với các trang trại quy mô vừa và hộ nuôi nhỏ lẻ, đầu tư chuồng trại ít nên khi thua lỗ họ có thể nghỉ nuôi chuyển qua làm công việc khác hoặc nuôi vật nuôi khác. Thế nhưng, đối với các trang trại được đầu tư quy mô lớn, số vốn bỏ và xây dựng chuồng trại nhiều, người nuôi vẫn phải cố gắng cầm cự, công minh gánh lỗ chờ giá lên để bù phần nào chi phí đầu tư. Một số địa phương giá lợn hơi nằm ở vùng 54.000 đến 56.000 đồng, nếu hộ nuôi phải mua con giống thì vẫn lỗ. Nhưng tin vui là giá thức ăn chăn nuôi đã giảm khoảng 400 đồng/kg. Theo ông Đoán, đầu tháng 4 vừa qua, các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi chạy chương trình khuyến mãi giảm giá cám. Xong, hết thời gian chạy khuyến mãi giá về mức cũ. Ông Đoán cho biết, tính từ tháng 10 năm 2020 đến ngày 21 tháng 5, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 40% và chưa một lần điều chỉnh giảm. Người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn bởi giá thành sản xuất tăng cao trong khi giá bán sản phẩm lại giảm và neo ở mức thấp. Nay giá thức ăn chăn nuôi giảm 400 đồng trên kg khoảng 3%, tuy không nhiều so với mức tăng trước đó. Nhưng, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới đang hạ nhiệt, giá cước vận chuyển về Việt Nam cũng giảm gần về mức cũ trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Thế nên, thời gian tới, có thể giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo chiều hướng giảm dần. Điều này có lợi cho người chăn nuôi vì giá thành sản xuất sẽ giảm. Theo ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, sự khó khăn của ngành chăn nuôi đã được dự báo từ trước khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới. Ngành chăn nuôi Việt Nam không có lợi thế về đất đai rộng, phải nhập khẩu từ nguyên liệu thức ăn đến con giống, thuốc thú y, nên giá thành cao hơn nhiều nước phát triển về chăn nuôi. Hiện, các thương lái đang thu mua tại các hộ và trang trại với giá trung bình 58.000 đến 63.000 đồng một kg heo hơi, tăng khoảng 3.000 đồng một kg so với cùng thời điểm tháng trước. Người chăn nuôi phấn khởi vì có lãi nếu giá heo hơi ở mức 70.000 đến 75.000 đồng trên kg mới đủ khuyến khích. Tuy nhiên, nếu ở mức giá này, giá thịt heo trên thị trường sẽ bị đẩy lên cao như mấy năm trước, khiến người tiêu dùng cắt giảm mua thịt heo. Điều này có thể khiến ngành chăn nuôi heo lâm vào vòng luẩn quẩn, giá trồi sụt thất thường rất khó kiểm soát. Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, sự phục hồi của giá heo ở thời điểm hiện tại giúp người chăn nuôi duy trì động lực sản xuất trong bối cảnh chung vẫn còn khó khăn như chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao khó tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp để duy trì sản xuất. Đáng nói là do giá heo trầm lắng kéo dài hơn nửa năm nay, nhiều người không dám tái đàn nên đến thời điểm này giá có tăng thì nhiều trại không còn heo để bán. Trong khi đó, giá heo giống lại đang tăng hàng tuần, hiện ở mức gần 1,3 triệu đồng con 7 đến 10 kg. So với tháng trước thì hiện đã tăng gần 50.000 đồng con. Trước sự bấp bênh của thị trường khiến nhiều người chăn nuôi vẫn chưa dám tái đàn giá heo hơi được dự báo sẽ còn tăng hơn trong thời gian tới do nguồn cung giảm sút khi bị ảnh hưởng hưởng bởi dịch tả heo châu Phi và người dân bỏ đàn. Dự báo, thị trường heo hơi trong nước vẫn đang trên đà tăng giá. Nguyên nhân do thị trường tiêu thụ tăng lên trong khi nguồn cung không còn dồi dào. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 19 tháng 6 năm 2023 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo